Đó, bây giờ anh này anh sẽ ban ra, đổ cát xong mà ban ra ha. Bây giờ là gió giật cấp 0 nha. Tại không có gió luôn, chỉ nắng thôi. Hiện tại là gió giật cấp 0 nha mọi người. Nhưng mà nắng này khoảng 40 độ. Đó, bây giờ nói về mà chỉ đạo trực tiếp ở đây thì chỉ có chị Loan thôi, là chỉ đạo trực tiếp quan sát các anh thợ làm ha. Ở con bướm anh đâu? Ở bướm bướm kìa. Trời ơi. Trời ơi, ba trước ông kính luôn. Trời ơi. Sao mà bay vòng vòng? Trời ơi, lạ nha, lạ nha. Trời ơi. Cậu về. Đó, thấy lạ chưa? Khi mà đổ cái lỗ âm dương nè. Đó, bắt đầu đổ cái lỗ âm dương là thấy có chuyện lạ liền ha. Đó là mấy anh rất là cực nha. Chị Lo thì ngồi bệt xuống đất luôn, mà bệt xuống đất để xem như thế nào. Ở xung quanh thì tất cả khán giả nè, bên kia là khán giả nha. Đó. Còn mà ai mà cầm điện thoại quay đó chính là các anh em YouTuber ha. Và cũng có khán giả luôn nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Có vẻ như là hoàn thành rồi ha. Hình như lắp lỗi như lắp như đây là hoàn thành rồi. À, cũng hết cát luôn ha, mấy anh cũng tính toán sao cho nó phù hợp, đủ cát, đủ bê tông luôn. À, thì như vậy là cơ bản đã hoàn thành cái việc là lắp lỗ âm dương cho cậu Năm bằng những cái khoảng chục xô cát nha. Bây giờ các anh đã ban bằng ra. Và cái việc tiếp theo thì 15m đón là bây giờ các anh sẽ làm cho nó liền ở phía ngoài đây. Phía ngoài đây ha. Đây là hành là đang
thải cát vừa đổ thêm trong cái lỗ âm dương này đầy luôn cô chú ơi. Còn linh quá giờ đổ đầy xiết. Bây giờ là mấy anh tém tém ở bên bên ngoài ha. Đó, mấy anh tém bên ngoài nè. Không biết là một người lát là những cái viên đá ở đây là có lấy ra hay không nha. Thì theo 15 bếp mình Dương đón là các anh sẽ lấy những viên đá này ra luôn để tém cho nó bằng. Thì cái này là theo dự đoán của 15 bếp thôi nha. Wow, cái anh trai này anh làm một lát cái là thẳng. Thẳng bưng luôn như là thước kẻ luôn á. Quá tuyệt vời không chị? Đó. Thì đến đây 15 mét mình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thấy video hay hữu ích hay like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 bếp Bình Dương ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở đây phát hiện anh trai anh lấy cái khăn anh lau lại sạch sẽ ha. Sạch sẽ luôn, trời ơi, lau tới đâu là bóng tới đó ha. Trời ơi, quá là kỹ luôn á. Coi chuẩn bị khăn sẵn luôn nha. Trời ơi, coi kìa, lau bóng loáng luôn. Khi mà anh lao gì thì mình chỉ có một câu mà để mình nói thôi, đó chính là quá là tuyệt vời.